Em bóp muối đi. Chào mọi người. Hôm nay anh em làm món lẩu ếch mọi người. Lẩu ếch tía tô. Tía tô với lại rau gì anh? Dền mà làm lẩu. Lá lốt. Với lại có cái bánh váng sữa mình mang từ Hà Nội vào các bạn nhá. À quên váng đậu chứ nhầm. Váng đậu. Ở lát này làm thêm một ít lá lốt nữa. Là tí tô mua rồi, lá lốt mùa trong mưa, trong mùa mưa mình ở đây đây luôn. Để quay cho các bạn xem nhá. Dinh của bố có con cái gì đó? Cái du hồng đâu? Con cái châu Phi đâu? Ôi như vậy hả, nhiều cá vậy à? Đấy, quà của bố đúng không? Quà của bố mới mua đúng không? Ừ. Tin làm gì đó con? Con làm như vậy là con cá ở ngoài kia nó ăn, nó kéo xuống ao bây giờ. Nó kéo xuống rồi. Ờ, ếch này thì nó thật là không được ếch đồng của mọi người ạ. Ếch này là ếch nuôi thôi. Đồng đấy. Không, không được ếch đồng đâu em ạ. Ếch nuôi thôi. Ếch đồng đâu phải gì hiếm có nhiều, mua 3 kg thế này. Không có. Bắt buổi sáng người ta đã mua hết rồi. Ếch nuôi nó thịt nó nhiều hơn mọi người. Mình quay cái video này cho các bạn xem cho vui nhá. Để mình đi kiếm mấy củ nghệ các bạn ạ. Cái món này phải có củ nghệ tươi. Phải có nghệ tươi nhá, không có nghệ tươi là không có ngon đâu. Có đây nghệ tươi đây nè. À trong kia phải không? Rồi rồi. Ờ cái hoa này anh này. Trên này đầy nữa này. Mình trước mặt nhặt nhà mình nhưng mà của mình cũng không biết đâu mọi người. Quả này là quả gì nữa cơ. Này. Ờ nó ra hoa này. Cây này cây gì á? Ăn có gai anh nhá, có gai luôn này. Đây anh em mình đi hái lá lốt. Đấy quang cảnh trong Tây Nguyên mình nè các bạn ạ. Đi hái ít lá lốt. Ấy xe. Ui gì đó. Về cái nhà cửa mà nhà tiệm. Đấy bơ mọc sát đường này, khiếp không? Ai sạch sẽ quá đấy em nhá. Chào em. Bác Kha làm cái vườn rau này hơi bị đẹp đấy, lý tưởng đấy. Ừ. Anh biết hoa gì đó là hoa gì không? À, tú cầu. Hoa này trồng bên Đà Lạt đây. Em về lâu chưa? À. Em lại trắng rồi. Nhưng hình như mới mưa mà sao lại tưới? Tưới cho nó mát. Bác Kha để cháu hái cho. À, cháu ấy làm lẩu ếch lá lốt. À, nhưng mà nó cũng không được tốt lắm bác Kha nhỉ. Có trên cháu thì nhiều, trên nhà nhiều lắm. À, anh thấy không? Mảnh đất của bác Kha dài tít trên cái kia kìa. Đến chuồng rồi bác Kha nhỉ. Ờ khiếp thật đấy. Nó dài luôn chứ rộng luôn cái gì. Đây mình hái thêm ít lá lốt nè. Hái đi không tranh thủ lát nữa tối mất mọi người. Lá lốt này mà quấn thịt thì ngon lắm này. Quấn thịt bò mà nướng này thì ui sổ. Đúng bài. Đừng có nghe anh Huy, anh tắm rồi đấy. Ôi, ghét cái gì rồi. Ai lát nữa em phải đọc cả nghề rồi bà đang.
mình tật xong các bạn để mình chiên lên các bạn nhá. Cái món này ngon là mình phải chiên, chiên sơ qua hoặc là mình thui qua cũng được, nhưng mà bây giờ mình không có thui, mình chiên qua để cho nó săn cái thịt lại mọi người nhá. Mở nó bẩn ghê quá mọi người ơi. Mở nó bẩn ướt tung. Dạ đây cho bò nhỏ lên nhỏ lửa rồi đây. 31 độ. Anh bỏ cái mít nghệ nè. Cho cái nồi nó vào luôn. Trong này đang làm nước leo này các bạn. Cái này trong này mình có nghệ tươi này, hành này, tỏi này, băm nhỏ này các mọi người nha. Bỏ vào để mình ướp. Cái này mình có xào qua cho nó săn lại. Nó vào. Cái gia vị thì bình thường thôi mọi người. Nêm nếm thôi. Bột nêm này, tiêu bắp rồi hạt này, ớt. Ai gia đình nhà nào ăn nhiều ớt thì chúng ta bỏ nhiều ớt các bạn nha. Úi dồi ôi, vừng vãn cả ra đây. Anh bỏ cái nước trên đó nha, vừa phải ra nhạt nhạt thôi. Đây là cái sa tế nha. Này có sa tế này các bạn nha. Có sa tế tôm này. Đấy. Có cái sa tế tôm này cho nó ngon. Vừa ngon mà cái màu nó lại vừa đẹp các bạn. Đổ cả vào luôn. Một xí hạt tiêu, một tí bột ngọt. Nó cứ nhạt nhạt thôi các bạn ạ. Tại vì lát này làm nấu cái nước lèo thì chúng ta đã bỏ mắm muối trong đó rồi. Thì đây là những cái gia vị thông thường này mọi người nhá. Không có gì hết. Tí sa tế cho nó thơm, nó cay. Màu nó đẹp. Rồi chúng ta trộn đều lên để ướp các bạn. Cái mùi sa tế thơm quá. Rất là thơm luôn. Anh bỏ thêm này không mấy ba thìa. Ăn cho chua nó ngon. Rồi, được rồi. Không có ớt nhỉ? Có ớt bỏ vào đấy chứ. Đấy. Sa tế này, cà chua này. Bé này. Nấu sôi lên là cái nước lèo như vậy thôi mọi người. Hành hét lát nữa ăn với lại tía tô với lại à tiêu bắp có chưa? Rồi, tiêu bắp có rồi ạ. Tía tô với lại là rằng đó nhiều nước nhá. Vì là lá lốt này hơi bị thơm luôn. Cái nồi lẩu sôi đẹp chưa? Màu nó đẹp không các bạn? Này. Wow, bây giờ mình đập quả trứng vịt lộn vào nhá. Đây. Các bạn này mình mua rất là nhiều trứng luôn, mình đập vào ăn quá chát luôn mọi người. Ăn cho nó ngọt nước. Đấy. Quá đã, thơm tí. Thơm. Ăn này ngọt nước nhỉ, bổ lắm. Đúng rồi. Đấy. Đầu. Ngon không? Để bỏ luôn vào đây. Lát là xong rồi múc cho nó đông lại luôn. Nó đắp cơm nó tay chạy. Lát này chạy. Nghe là chuyển vào.
4-5 cái cậu có quay được đâu. Trời ơi, đi cả 3.000 mấy cây quay được có 4-5 cái. Chứ ai nhào cho cậu? Cháu đi chứ bộ. Ừ. Ui, thơm thật sự. Cháu đang học của cháu. Cái này chiên chưa? Rồi, anh múc ếch bỏ vào luôn. Bỏ bỏ anh. Bấm lấy đi. Này. Bấm được đi. Nóng nóng. Đấy à. Đấy, anh bỏ ếch vào. Rắc một tí. Ồ, lúc nãy không mua thì sao thì là. Rau ngố, rau ngố cũng không mua. Không. Anh chỉ có lá lốt một tí thôi. À, nhưng mà có tí rau ngố nữa thơm anh. Có tí rau ngố nữa. Chị bỏ thêm ít nước nữa anh chị. Có ít không? Ăn hai nồi mà. Đấy mọi người này, cái đặc biệt ngày hôm nay là cái váng sữa này, anh Huy mang từ Hà Nội. À quên, bán đậu, bán đậu. Mang từ Hà Nội vào. Đấy. Mình cũng vừa mới đi cuộc hành trình đi ra ngoài Hà Nội về quê làm một xí việc nên là mình với anh vào luôn này. Đó, mua ít váng đậu mình nhầm các bạn nhá. Đây là váng đậu cho mọi người nhá. Ơ à, mà nhỏ đi, mà nhỏ lớn, mà nhỏ lớn. Ấy. Đây mọi người, ngon chưa? Con cháu là đông đủ này. Đấy, ngày cuối tuần anh cả trên phố xuống rồi con cháu tụ tập hết làm món lẩu này. Ơi, nước nhỏ nhỏ đi, nước hết. Có cái món váng đậu này đặc sản các mọi người. Rồi mình mời mọi người nha. Rồi mời các anh đi. Lại còn đo xăng mua 5 con đậu vơ một lúc nhưng mà lại sợ thiếu tiền rồi. Rồi mời mọi người nha. Ăn cơm tối cùng với gia đình này. À mình cái món lẩu ấy chờ váng đậu mọi người. Cái gì tôi biết là đây tí nữa căng căng dây. Rồi mình mời mọi người này. Cái váng sườn này ăn được chưa anh Huy? Hả? Nó chưa được. Mà mai. Mà mai là mà to hơn và mập hơn là mà lạnh hơn. Đây mình mời mọi người nhá, thử cái váng sườn của anh Huy Hà Nội này. Ôi to, ăn phải ăn phải ngồi phải ăn rồi. Ôi, đời con cháu đông chặt trội quá mọi người ạ. Đấy, con em bỏ tí tô này, tí tô này thơm. Hai cái môi lên đây với ăn được lẩu chứ. Đây này, bỏ ra anh. Đó, mới được một cái rồi. Nó bật lên, sang sôi chứ. Cái nồi này bật kiểu gì? Bật lên, cái gạt này. Đấy, xin bác. Đấy, 20 là con gì? Ôi, mở chơi thế nhà. Nhà có điều kiện có khác. Mẹ nhúng một lúc 4 ký. Váng đậu thế kia thì thôi. Này là may mà hôm đó hết rồi anh Huy nhỉ. Không, chắc mua cả nhiều nữa. Cái này là lẩu dê. Lẩu dê đúng rồi, lẩu dê ngon. Lẩu dê cũng ngon. Này, mời mọi người. Đây, lẩu dê càng ngon. Bảo là nó bò nhưng mà anh làm nấu ấy. Thịt chín rồi, à thịt được đấy. Không, từ một chút. Mua giờ tìm nó ra. Nó lúc nãy coi chim 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 không? Ăn cái la lốt thơm lắm. Có nhà không nhỉ? Được mà. Để cho mẹ thấy thôi. Trời. Đấy, ngon lắm mọi người. Nhất là một ngon cái món này. Ơi, ngon. Làm miếng thịt. Đấy, thấy chưa. Rồi em ơi. Cả đi cà phê 2 triệu 5 bình. Để mời mọi người nha. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn nha. Rất là ngon với cái món là mình ăn thêm cái món cái váng sữa cho mọi người thấy này. Ăn váng sữa là nó phải trắng trắng lên như thế này với đầu này. Váng đậu chứ quên váng sữa.
nó phải màu chuyển, nó phải chuyển thành màu trắng các mọi người nha. Đấy, như thế này này, cái miếng lúc đại đầu là mình ăn là nó còn chưa chín này, ăn lẩu ngon lắm, đặc sản Hà Nội mang vào đây. Ngon. Mình ăn miếng ếch cho các bạn. Khi mà ếch mình xào sơ qua đi á thì nó sẽ săn cái thịt ếch này rất là nhiều, săn cái thịt ếch này ăn nó không có mềm giống như là ếch nuôi mọi người nhá. Ngon rồi, video của mình cũng xin kết thúc đây các bạn nha, thì anh em